Lô 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 lô. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Diệt Khải kính chúc anh em một buổi tối xem live dễ em ơi. Và tối ngày nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một trận đấu cũng như là một buổi tối vào lúc 7:20. Đó là trong những cái giải đấu hàng ngày. Đó là Đại hội Anh hùng em ơi. Hiện tại anh em đang chuẩn bị SEO theo dõi cùng mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử ngày Đại hội Anh hùng của ngày 4 tháng 5 nha em ơi. Và mấy chủ này đó là trang chủ game Công Thành Chiến Xưa chấm nét cho anh em ơi. Anh em nào mà thích thì đừng quên đỡ lại cho Đại hội Anh hùng này một like chia sẻ cho anh em ơi. Và tối ngày nay có rất nhiều cao thủ anh em ơi. Anh em về có mình 70 chón. Hello anh em vô nha. Và đây là cao thủ Liên Vinh Bát này em ơi. Một trong những cái bang khá là hot của server. Anh này đang top 20 server. Sở hữu mình là hello Nghiệm Nguyễn, hello Trần Sơ Kê. Một cái nọ ơi, một cái bóng top 30, binh sắc 76. Một set đồng bang nha em. Set đồng bang này, set đồng bang cực phẩm thời hạn nha mọi người. Set đồng bang này set thiên tử đó nè. Một bao tay phòng thủ làm chậm 40 làm chậm, một nón 24-40, có cho mình 80 làm chậm. Hiệu ứng chón nó có cho mình 30 chón áo. Đai lưng 40, rồi lưng đẹp quá. 23 căn hộ 40 chón. Một đôi giày kháng độc. Hạt này thì khá là pin em ơi. Sở hữu cho mình một thêm một cái ấn tín thiên hạ vô cổ 1 cấp. Cũng như là phi long tài phiên 1 cấp. Phi phong 1 cấp. Chúng ta còn 2 phút nữa bắt đầu Đại hội Anh hùng ngày 4 tháng 5 này nha anh em. Đó là cao thủ Florida. Một ạch có vẻ là Nga My à. Nó 19-30, bao tay 15. Con lôi, đầm chậm, phòng thủ. Hình ạch này có lẽ nó đầm độc à. Không phải đầm độc, có vẻ là Nga My rồi. Florida. Và đây là anh Tùng Angelina anh em ơi. Một xếp đồng bang cực phẩm hùng mỹ. Một nhẫn không bằng 30, một nhẫn kháng hộ 27, một bao tay kim quang mắt ọp hoàn toàn, một cái nón xanh mắt ọp hoàn toàn. Nón này thì điểm liên đấu này mày 150k điểm, tương đương khoảng hơn 10 triệu Việt Nam đồng. Cái áo này thì đôi top vừa rồi, mắt ọp hoàn toàn. Hello anh em vô nha, trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 30 giây này mày, để xem thử khai gặp ai này mày. Một đại lưng 20-40, một đôi giày 20-40, mắt ọp hoàn toàn, một người kháng cảnh 5, phi phong kháng tất cả ấn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trong. Coi cộng ai nữa không? Rồi, chuẩn bị vô anh em ơi. 15 giây. Ôi dồi ôi, nhung nhím là bãi. Rồi bãi người đây, cũng ghi lệnh đó. Ai những ai rồi em gạch tay anh cái để cho anh biết. Ok. Vác Ami đi đánh nha. Vác người đi đánh anh, lên đồ, vác người đi đánh nha. Cho em nói coi, ví dụ như mà trên cái bãi này nè, mình gặp cái này á, mình ăn nhắm ăn không. Gặp anh em trong cây thì đợi từ. Lùm cây né rồi quên. Cây với đầu tôi lên từ đầu tư ơi. Kêu anh Tùng xem đây. Mình đưa cãi. Né ra né không quên. Đánh luôn đi. Đánh luôn đi. Em nhìn lòng đánh luôn. Nói đùa vừa mới quay lại xem lại Khải cái. Nó vào lúc nào không biết khá nhắc anh gì cả. Ôi, anh em lao quá trời rồi. Ôi, chúng tụng sao này. Anh em lao quá trời mà. Lông là nhảy lông. Muốn nhận lông chết được rồi. Lông chết được rồi. Cho mình là tí anh chờ là chia cho cái tài tinh phong ái tình thường nha. Anh Long như trưởng ba cái chết lại. Tính này, tính này. Thế là anh em mới vô nha. Vừa rồi thì Khải win Long ca thí yên em ơi. Đó. Hôm nay cầm cũng nghe mây em ơi. Hôm qua mới xong lần sẽ đổ anh em. Đó, cho anh em xem sẽ đổ Khải này. Nón đỉnh quốc. Phục hồi quanh nón đồng quốc cao phòng thủ 25, áo phục hồi 48, dây chuyền kháng cảm 18, khăn lôi bao tay phòng thủ làm chậm, một ngọc bội làm chậm 40. Hiện tại này đang có cho mình 80 làm chậm nha nè. Đó rồi, một nhẫn không băng 21-30, rồi một đai lưng 19-40. Thì nói chung khả năng tìm cái nhẫn 40 chống động đó là đặt móc 80 nè. Một nhẫn khăn lôi, dây khăn lôi, vũ khí khăn lôi. Đặc này thì Khải chưa có phi phong nè mày. Khá lên vị phong nữa thì kháng lên được lực tay chắc lên được vài trăm điểm nữa. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lòng like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Mới vô Khải win 1-0 nha nè. Bây giờ đỡ Khải giải độc đi, giải độc tôi sư lực nè. Kỳ sư độc này, những trong những cầu thủ khá là lên top Đại hội Anh hùng khá là nhiều. Đủ chưa đi mua thêm. Liên minh bát này. Có 2-4-5 mình nè. Báo danh vô đi anh em ơi. Còn 2 phút nha. Còn 1 phút nha, 1 phút nha. 1 phút. Vậy đọc ít quá. Từ đây, đây. Từ không kịp rồi. Gấu đại dương, ôi gấu đại dương thiên bang. Ôi nãy quăng hai máy bình rồi mà mấy anh em kia lục đẹ dữ vậy. Anh nhập hết rồi. Gấu đại dương. Gấu đại vương.
đây đủ má còn hai người giải độc đây bên còn salon đây đại sư huynh anh em cá hết giải độc nhảy về làm ăn đông mình cứ người bào đánh là luyện tay nghiện nhanh thôi đúng rồi muốn mà muốn trao dầu mà đánh hai nữa là mở đồ đập tươi có liên vô anh em vô đánh có đồ sẵn là chiếc solo mở đồ đập tươi vô đánh đánh thì luyện trao dầu thì hiện nhanh lên tay hơn nữa trao dầu kỹ năng đi anh em ơi Alado đồ thiên vàng này thường giống này nghe mi à phải đây à gặp Liên Minh Bát thôi xong Liên Minh Bát cho em rồi xong rồi xong chơi le nè giờ sao đây xong quýnh luôn chơi đây không có đâu có quýnh luôn 28 không rất tăng tiếc cho Liên Minh Bát đã gặp Khải nè mày hai đam chết rồi nhìn sơ qua sức đồ của cái sức đọc thử nhanh em ơi cái sức đọc mà đang sở hữu cho mình là một cây vũ khí độc sắc nội công 44 điểm dòng 1. Hello Nguyễn Thanh Hải em ơi. Hello anh em mới vô nha, hello người nha. Kính chúc anh em buổi tối xem live dễ và anh em đang xem trận đánh đại hội anh hùng ngày 4 tháng 5 nha mọi người. Và trang chủ game đó là công thành chiến sư .net nha anh em. Và đây là một cây gia truyền kháng cảm 13, hồ thủy kháng họ 15. Một cái nón thủ 25. Một cái tiền thủ lấy 19. Một là đinh kháng độc, một nhẫn kháng độc. Ui, lượng kháng độc khá là cao. Một ngọc bội kháng cảnh 5, kháng băng 23, một nhẫn lên trọng 40, một đại dây lên trọng 40. Tính ra thì này đang có cho mình 80 lên trọng, mà lượng kháng độc có cho mình 2 món, phòng thủ có cho mình 2 món là 19 và 25, kèm với ngọc bội kháng độc, quanh cây ăn kháng độc, kháng tất cả 10. Đa số là em đọc viên cho mình hướng kháng cả khá là trong. Hello Tony Trần nha. Anh em mới vô thì có thể kích vào link Khải có ghi bên dưới mọi người. Khải vẫn like chủ đạo bên kênh YouTube nha nam. Anh em nào mà đang xem trên fanpage đó có thể kích vào link bên dưới qua kênh YouTube để cùng theo dõi ở bên YouTube thì chất lượng video nó sẽ full HD tốt hơn nha nam. Với lại tránh tình trạng giật lắc nha mọi người. Nói chung đây cho anh em xem sơ cầu thủ Gấu Đại Vương nha nam. Gấu Đại Vương là một phi ung bang. Úi trời ơi mà người chơi dàn khe luôn. Đang sử dụng cho mình một cái gì chống phái hút sinh lực 5. Sát thương lý 35 điểm và sát thương 80%, 30 kháng độc, bình sóc 74. Ui sao cái chì này đánh khỏi chờ luôn nè mày. Đặng móc bình sóc lượng sát thương khá cao. Một cái chiền kháng cảm 13, kháng lâu 13. Một cái nón phòng thủ lý 20. Một áo phục hồi 50 cực phẩm. Trời ơi thiên băng này khỏi chờ rồi. Rồi vòng 3 bắt đầu vào trong anh em ơi. Một bà tay làm chậm, một cái bộ làm chậm. Hai món không băng, một đại lưng chón. Một đôi giày tóc 40, lấy đủ hiệu ứng di chuyển. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ báo danh vào trong nha nè. Gấu Đại Vương. Nếu mà gặp Thiên Bang thì đánh câu đam câu giờ thì có thể ăn được ngâm Thiên Bang. Không biết ăn nổi không nha nè. Cái này khai tắt bớt cái dòng lưu thủy đi. Miệng lưu thủy nó dư quá. Hôm nay còn mấy người đây? Khải này, kỹ sư Động này, anh Tùng này. Ôi trời ơi, đó hết rồi. Gấu Đại Vương, kỹ sư Động, Gấu Đại Vương. Cái này mới tăng điểm nữa đi đại anh hùng nha. Năm độc trên lê, năm người, còn ai nữa? Nãy giờ thắng 2 trận anh em ơi, trận đầu tiên thắng Thúy Yên Đao xung Long Ca. Trận thứ hai thì thắng cầu thủ Liên Minh Bát. Tại vì kỳ hợp mình đánh khá nhanh anh em ơi, không kịp suy nghĩ cả. Ok bây giờ coi gặp ai đây. Anh Tùng ơi, để anh Tùng quýnh một đam trước đi. Ai quýnh cũng được, ai này quýnh đi một cá thôi, từ từ nha. Rồi dính đam rồi đó. Từ từ, để coi tưởng Thiên Bang nó có vào không, Thiên Bang vào đỡ nghe mùi sử chưa. Để coi anh ơi, tờ này phải tính toán hoặc là toàn. Chúng ta ăn được bên kia chưa? Chưa thấy. Anh em nữ thì ai vào bên trong nha anh em. Em quýnh lại một cái này, em quýnh lại một cái này. Em quýnh lại một cái, rồi. Phá thua luôn. Thua ai? Phải. Đào tôi thua Thiên Vương hả? Ôi, đồ cơ hội ăn Thiên Vương mà thua rồi. Ơi chết rồi. Trời ơi. Để Nga Mi Khải vào đi. Đồ kiểu này Nga Mi vô quýnh Thiên Bang rồi.
Hay hoặc là anh Tùng quýnh được nó không? Tùng quýnh gặp nó lần nào chưa ta? Gặp Thiên Văn nào không, chưa? Tùng không quýnh lại Thiên Văn đâu. Quýnh lại rồi. Rồi, đợi Khải Nghe Mi, đợi Khải Nghe Mi thật sự chưa? Nếu mà cơ hội gặp Nghe Mi nha, gặp Nam Độc Khải thua ấy, không đánh nổi Nam Độc bạc này đâu. Đâu tôi giữ lại bình giải độc quăng cho Khải kìa. Quăng Khải mới giải độc chứ, trần sâu chứ. Đứng ngay góc 3 giờ chụp đó thôi, chứ giờ đúng sao rồi. Giờ? Gặp Nam Độc thì đứng 3 giờ chụp thôi, biết sao giờ. Mang đồ, có đồ thay đồ, quên nó, thằng đó thay đồ đâu có được. Đứng luôn nhau rồi. Ông anh... Tùng... Rồi, Tùng thả rồi, ok. Anh ăn được bình thường anh ơi. Tùng Khải à? Không được đâu, bữa mới nó được khó lắm. Tùng có 2 phát trong Tùng dân. 2 cái chết chứ không? Ý là Nga Mi của Khải kìa. Nga Mi em nè, Nga Mi này đánh được nè. Nga Mi này, sẵn được, dẫn hoài. Anh Tùng nói kìa. Xì thì sao lại cũng được. Là nhìn là nó phải trừ còn đam hơn, lâu hơn con đường môn chứ. Em câu 3 phút là cố gắng đánh lại anh lên. Em nghe anh. Em có đánh được Thiên Vương trận nữa không? Thì để anh, em vào. Thôi em để thua Khải quá. Đợi em vô rồi anh Tùng ơi, đợi em vô anh chào anh Tùng ơi. Ừ. Em chỉ sợ em ngại Nga Mi chứ còn Thiên Bang em đánh được. Thiên Bang mà bơ khai hay thì may ra nó chặn hướng đi của mình thì mình khổ, chứ còn lại mình né đam phút cuối thôi. Được vô. 1 phút bắt đầu. Còn Nam Độc Sê Lê này, một trong những cầu thủ Nam Độc khá là khác, xếp đồng bàn. Ôi Nam Độc Sê Lê, Thiên Bang. Mong sao Thiên Bang với Nam Độc gặp nhau đây vào chung kết em ơi. Tha em anh ơi. Đừng gặp Thiên Văn trước chi nè. Chơi vừa vô xinh rồi. Thầy anh ơi. Rồi vô. Thắng ngay thôi, thắng. Đó, thắng luôn, hay quá. Rồi chung kết. Mày. Hai kia nó nhường Nam Độc kia thôi chứ. Thì sợ nhường Nam Độc vô mình khó nhai, chứ còn Thiên Văn mình cầu đao có thể mình nhai được. Không đụng nhau hả? Không đụng nhau anh ơi, em thắng trực tiếp luôn. Mong quá. Cố lên. Anh này khủng lắm nè mọi người. Mới ngày nào cũng vô địch đó. Ngày nào cũng vô địch. Này mình phải cố gắng mình né đam càng tốt. Ok. Còn né đam không được là chết nha Nam. Né đam không được là chết thôi. Nếu Thiên Văn BKH thì x2, x3 cái mình chết thôi. X2, 2-3 cái mình chết thôi. Rồi anh em là không làm gì thì nên tập trung chung 3 anh em. Cái trận sống 40 giờ bác như anh em. Thiên Bang bơ cà hay thì mình thua nha Nam ơi. Ủa nóng cho ra ngoài ta. Anh tự ra ngoài chứ. Anh đâu rồi? Hải tối nay lên trên cho em. Rồi anh nắm rồi bị dính thì sao mà chưa cho ra ngoài. Ui ma nó chó này mà không có đồ chó, nó chó kinh thiệt. Không sao. Mình được câu đam khi nào còn 2 phút mình mới đánh nè. Mình không đánh số làm gì vậy đó. Ok. Một phút đã trôi qua. Tôi câu được 3 phút rồi tôi thắng. Tôi câu được 3 phút tôi thắng. Cái trận không nói mà nó cứ chớp liên tục. Cái cãi. Ui, ma nó cho kinh thiệt. Tắt mic luôn. Ừ. Không, cái quạt của Phi Trần nó để gần lắm hay sao ta? Ừ đó, vậy đó là cái hô vải của nó. Phi Trần để cái quạt xoay qua phải okay, để okay. xa xíu. Để xa xíu xong để sau lưng ấy. Để quạt hình như để quạt trước mặt phải không? Từ Thắng ơi. Anh đánh xong trận em ơi. Ok giờ anh em, phải nghe không? Ừ đó, để xa xa đó. Để tí được. Tí nghe nữa giờ. Để gần như. Gứa là để gần. Thằng kém chú anh ơi. Mùa đây ở miền Trung đang nóng, chịu không nổi luôn đây. Ơi sao à, hồi bữa về miền phía miền Trung làm gì có nóng đâu. Bữa đó ấy, bữa đó lễ là mát.
Trận này trận chung kết nha anh em. Quên lễ lắm mẹ. Gió mà ghê gớm miền Trung này là gió ghê lắm. Mát cười. Đó, tù nữa, thấy chưa? Đó, vừa mới đánh chung 6-5. Anh em ơi, like tập trung hết chung ba anh em ơi. Ừ, đang coi đoạn chung kết đây. Cho anh em ừ, ai coi coi đi, ai đánh coi, thì anh em nhảy phòng đi, nhảy phòng cộng luôn đi. Anh em nhảy phòng không à, đang nhạc khác 20 giờ rồi em. Ở đây treo nhiều lắm anh ơi, đâu biết chắc được. Thì nhảy nhạc khác 12 giờ đi. Anh em nhảy nhạc khác 12 giờ anh em ơi. Ai like tập trung nhạc khác 12 giờ anh em ơi. Đồ nó lướt lướt của lượng mình mà nó quấn lại cho 10 cái đam không sao. Còn 2 phút rưỡi khởi đánh nha nè, 2 phút rưỡi khởi đánh nha nè. Mình đâu phải không biết bậc cao đâu nè. đang cố gắng tin đâu. Có cơ hội nghe, cố gắng. Không biết là lượng thông bằng nó có đủ không này, đủ chờ nó không này. Thầy ơi. Like YouTube. Tuổi gì, đâu sợ thua đam thôi anh em. Tính toán hết rồi, biết anh đam nổi một lần. Em lên YouTube coi đi, nhảy cái chết. Win. Dựng hoài hay quá. Dựng hoài. Đồ Khải vừa can em Huy có thiên vang là thiệt sự là đánh đồ lâu lắm rồi đánh lại luôn nè. Win. Đó, dựng hoài tính toán hết rồi nè. Anh nó lên 7 ca đà nha nè. Dựng hoài. Dựng em Huy thử qua. Đây nghĩ luôn ơi. Nhận thưởng nha em ơi, quá hay. La nè em ơi. Đó. Nhận thưởng vòng cuối. Rồi, quá đẹp. Đó, lần đầu tiên lên ngôi Nam Kim Bảo nha anh em. Rồi, bảo tẩy đi kênh tự tên. Được một bộ sách, một bộ okay. Bánh. Ok. Tí nữa bánh. Cứ bình lòng của tính đây rồi chia cho anh em nha. Ok. Rồi, quá ngon quá ngon. Đi lên tính ra đây nha. Rồi, quá đẹp. Rồi lên học đầu anh em ơi. Âm tin học thành để lại để mai tẩy.